Tức là mình đem về bắt đầu mình bỏ vô cái chậu này nè các bạn. Đã một thời gian 7 ngày qua rồi, giờ bắt đầu cái cây này mình mới bỏ vô. Cần chi, bắt đầu mình sẽ luyện phép. Luyện phép cây này ngải cầu tài, đem sự may mắn bình an đến cho mọi người. Đó. Đã nói rồi, cây nải này rất hiếm mà nó không có độc. Nó chỉ có lợi cho con người mà thôi. Giờ bắt đầu mình sẽ quạ chư mùa vô các bạn. Đây là quả thứ ba. Đã hoàn tất ba chư bùa đó. Đây là cách luyện cây ngải này làm giàu. Làm giàu tất cả các building á, nó sẽ thành ra luyện cây này thành building. Bây giờ tôi sẽ luyện phép này vô cái trứng ngọc gà và luyện 21 ngày. Những đại gia ở trên đầu nó, những đại gia đó ở trên đầu có để những cây này nhiều loại khác nhau mà các bạn không biết. Hôm nay tôi bật mí cho các bạn biết, đây là những loại ngải làm cho người ta thành tỷ phú đó. Tức là ở bên Mỹ cuộc đời tin Việt Nam mình tỷ tỷ không á, trăm tỷ ngàn tỷ như kia. Còn ở Mỹ, ở Hoa Kỳ, ở nước Mỹ thì triệu phú với tỷ phú, tại đồng tiền của Việt Nam mình quá lớn đi. Và bắt đầu mình sẽ làm phép vô trứng hột gà. Thứ nhất là mình làm phép vô để cho cái chú này giữ cây ngải này lợi lợi và hộ trì cho thân chủ đó làm ăn phát lộc phát tài đó. Quả thứ hai là ở giữa là màu trắng, cây gì giữ không cho đi, tiền vô không có thoát ra ngoài được. Còn quả thứ ba nè, hạnh phúc gia đình, tiền vô đầm ấm. Tất cả những gì làm đây là sự giàu có không, không thể nghĩ bàn. Đây là giữ lại cầu tài, tiền bạc vô, mở ra xí nghiệp, không có thể nào tiền mất thoát ra ngoài hết. Chỉ biết vô không, ra cũng ra lắm, nhưng mà không ra dữ tợn. Cái này được, chậu ngải này á, tức là quá giải, những điều xấu, năm xuôi sáng hạn gặp những sâu xấu chiếu vô. Nếu luyện cái này xong để ngay tính, tấn thủ ngay cái cung mạng của người đó thì tất cả những gì may mắn đến cho người đó thôi, không có xấu xa đều tấn ra hết. Những gì siêu xảo hại là hại người đều tấn ra hết. Cái này loại này rất hay và rất hiếm, các bạn nên nhớ vậy. Đây là loại bỏ chỉ 3 trứng hột gà, 1 trắng, 1 trứng màu nhiệm, 3 trứng hột gà, 2 trứng màu vàng và một thứ màu trắng ở giữa là bảo đảm 100% thành tỷ 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 phú á, không phải triệu phú nữa. Triệu phú ở trên Mỹ là triệu phú, còn ở Việt Nam mình chơi tỷ không, tỷ phú không á.
trăm tỷ, một ngàn tỷ. Đó. Cây này những nhà giàu người ta mới biết tìm cách, không cho ai biết hết. Hôm nay tôi bật mí cho các bạn biết tại sao những người giàu có mà người mình không biết đó là cây này. Lúc trước á, tôi có tặng cho hai người như cây này, mà của người khác tặng cho tôi tặng lại. Người ta năn nỉ quá, tôi tặng cho một cây này. Giờ hiện giờ người ta giàu khủng khiếp, lúc nào người ta cũng mang ơn hết. Tôi muốn gì người ta sẵn sàng cho tôi, nhưng mà tôi không cần cái đó, chỉ giúp người ta thôi, không có đòi hỏi gì hết. Đây là rất hay, rất bí quyết và bí ẩn, không thể ít có người nào biết luyện cách này hết. Cây này luyện xong để đó, người nào có duyên thì mình tặng người ta, người ta là làm ăn giàu có thì mình mừng đó. Cây này rất hay. Những người Đông Dương ngày xưa, những người luyện cái này, tu về tam giác già, luyện loại này, tức là nước Lào, Việt Nam, Campuchia, ba nước đó, những người xưa ưa luyện cái này lắm, mà bí ẩn luyện này ở trên núi. Những vị sư không có xuống núi đâu, khi nào xuất sư được hoàn tất mới xuống núi, còn nếu không, không cho xuống núi. Những vị sư này ở trên đó luyện, rồi các người lên đó tìm kiếm cho được kiếp, đến đó tìm cực khổ lắm, rồi đèo non hiểm trở mới lên gặp các vị sư đó mới tặng cái này. Không phải dễ tặng, người nào có duyên, có duyên có phước mới tặng được cây này, còn nếu không thì hiếm lắm. Nói thật với các bạn, khó lắm, không phải dễ đâu. Tìm vàng mua thì dễ, tìm mấy cây này khó lắm. Cái này có thể quý hơn vàng, tại này cây này được sư phụ làm phép xong nó sẽ tạo ra vàng ra khủng khiếp lắm. Cây này dành cho những người có đức độ cao, người ta mới hưởng được cây này. Còn những người tham lam, các bạn biết những người tham lam ích kỷ nhỏ mọn, coi của mình là tất cả hết, là không bao giờ xài được cái này. Lòng tham lam là nói thẳng như vậy, là không xài được. Cái tâm không thiện, không tốt thì bảo đảm. Còn những người mà có tâm tốt mà gặp nghèo khổ túng, nhưng mà có duyên phước gặp sư phụ tặng cho cái này, người đó sẽ làm ăn khá. Tại lòng người ta có tâm, người ta làm được nhiều, người ta cũng giữ đó, người ta công quả bố thí cho những người nghèo đó, người ta mới khá. Còn nếu mà cái tâm, nói vậy các bạn biết là tôi không muốn nói nhiều đụng chạm. Con người mình dễ đụng chạm, nói ra ưa đụng chạm, nói đụng cái là bắt đầu muốn nhảy dựng lên đầu, vừa hết cũng như nước nóng mà tạt tôi mặt á. Cái này nói thật cho các bạn biết, người nào có duyên được nhận cái này, còn người không có duyên đừng hòng, khó lắm. Có được về nhà cũng cây này tự động nó chết, nó thẳng vậy. Dài đối thẳng cho các bạn biết, nếu các bạn không có duyên mà bắt buộc người ta cho các bạn đem về, tự động nó chết. Tự động nó héo rồi nó chết, nó trở về chỗ ngay nhà sư phụ nó của nó. Và sư phụ nó sẽ có một cái củ nhỏ đem về sẽ trồng lại, quyền bí ngay chỗ đó. Nè, tôi nói lại lần nữa cho các bạn nghe ha. Nếu cây này tôi cho một người đó, người ta tâm tốt hết cái gì cũng vậy, nhưng mà sau này cái tâm không tốt á, nó sẽ héo từ từ, nó chết. Rồi nó, cái củ nó sẽ trở về nhà của người to cho, rồi nó sẽ mọc lên ngay trong vườn của sư phụ đó. Rồi sư phụ đó biết là cây đó sẽ trở lại nhà đó, tại vì người đó không có duyên đang làm chuyện tầm bậy đó, nó chết nó trở về, ông sư phụ nó sẽ lấy nó trồng lại và dưỡng nó, đọc chú lại, chỉ một câu chú thôi à các bạn, nó sẽ tỉnh
sống lại. Rồi xong xuôi nó sẽ đi tìm một người nào có duyên. Có duyên với nó sẽ giúp cho người đó giàu có thành tỷ phú. Đó. Ở Việt Nam mình tỷ phú nhiều lắm. Những người đó có xài hết các bạn. Ở trên lầu của người ta có một hai thứ này mà các bạn không bao giờ biết. Nay tôi lộ cho các bạn biết. Đó. Hôm nay tôi làm cái này xong cho các bạn hiểu biết thêm tại sao nhiều người giàu có. À, tại sao nhiều người giàu có rồi xong xuôi sụp đổ hết. Có nhiều lý do. À, cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời giờ xem video này. Thấy hay, đăng ký vào, bấm để chuông. Để có video mới nhất. Bye ha.